Xin chào, xin chào. Và mình là Pink Dot đây. Hôm nay, mình sẽ mang đến cho các bạn một bài viết Mình đã lớn lên ở Spy Room như thế nào của tác giả Dương AQ. Những ngày đầu, bài viết đầu tiên của mình ở Spy Room là vào ngày 17 tháng 11 năm 2017. Tính đến nay đã hơn 3 năm. Thời điểm ấy, mình đã có một cô vợ xinh đẹp và một cô con gái kháu khỉnh gần 2 tháng tuổi. Mình biết đến Spy Room qua một người bạn giới thiệu. Người bạn ấy đến hiện giờ cũng ít khi tương tác trên này, nhưng mình vẫn duy trì nó như một ngôi nhà thứ ba của mình, sau vợ con và công việc chính. Đó là nơi mình có thể học hỏi, chia sẻ và rèn luyện bản thân, có thêm những người bạn. Đối với mình mà nói, đó là một điều rất có ý nghĩa trong cuộc sống. Mình có nhiều sở thích như vẽ tranh, làm thơ, nghe nhạc, chơi game, uống cà phê một mình. Nhưng thực sự trước đó mình chưa bao giờ nghĩ mình sẽ yêu thích đọc và viết như vậy. Trước đây mình khá là lười đọc sách, đọc truyện nhiều chữ. Những thứ mình đọc thường là mấy cuốn self-help, không nhiều. Nhưng cuốn tiểu thuyết nổi tiếng của Trung Quốc như Tam Quốc, Chuyện của Kim Dung, hay một vài chuyện ngôn tình như Lần đầu thân mật, Vợ ơi, anh biết lỗi rồi, Xin lỗi, em chỉ là con đĩ, nhưng không nhiều lắm, có thể đếm trên đầu ngón tay được. Khi đọc mình thấy bản thân dễ bị cuốn vào các câu chuyện đó, như đang sống cùng các nhân vật, cảm nhận được cảm xúc của họ qua những câu văn, từng dấu chấm, dấu phẩy. Chả biết từ khi nào mình cũng muốn được viết, được gửi gắm những tâm tư tình cảm của mình vào những câu chữ giống như các câu chuyện mình được đọc. Khi mình vừa bắt đầu viết trên Spy Room bài đầu tiên, mình đã bị dội ngay một gáo nước lạnh bởi vì cái thứ mình viết khá là self-help. Nó nhan nhản trong các câu chuyện trong những cuốn sách, hay dễ dàng đọc được trên Facebook bởi lối viết khá quen thuộc. Công bằng mà nói thì dù đó có là sự suy nghĩ do chính mình viết ra, nhưng thực sự nó cũng là điều rút ra từ sách vở, chưa phải điều gì thực sự mới lạ. Khi ấy mình khá tự ái bởi những bình luận chê bai dù họ chẳng biết mình là ai. Cảm giác mình chỉ như một đứa trẻ thơ ngây, vừa nói một câu ngớ ngẩn trong cuộc họp của các bồ lão vậy. Mình đã suy nghĩ và bị giảm nhiệt huyết khá nhiều, bởi vì mình cũng sợ bị chê. Vậy nên thay vào việc viết để bị chê, thì mình sẽ đọc xem người ta đang viết như thế nào, có điều gì thú vị hơn không. Ban đầu mình cũng chẳng để ý xem ai là hot, ai là người mới, ai là bài viết top. Mình cứ thấy ai viết thì vào đọc thôi. Các bài viết đó mang lại cho mình khá nhiều góc nhìn mới. Lúc ấy mình mới nhận ra đây là một nơi có nhiều cây viết thực sự giỏi và có chất lượng. Họ không chỉ là người đọc nhiều, viết nhiều, mà họ còn kiếm tiền từ việc viết nữa. Vậy nên không thể múa rìu qua mặt thợ được. Mình công nhận là khả năng viết của mình rất yếu. Vậy nên bài viết ít upvote, ít lời khen là hiển nhiên rồi. So với họ được 7-8 điểm thì mình có lẽ chỉ được 2-3 điểm thôi. Hơi buồn một tí, nhưng ít nhất mình cũng biết mình đang đứng ở đâu. Hòa nhập. Thay vì cố gắng viết bài, mình chuyển dần sang hướng bình luận và các bài viết mà mình đọc được. Đối với bản thân mình thì việc bình luận mang một ý nghĩa khá đặc biệt. Mình bình luận là để tập viết, để tự nói với bản thân mình là chính. Chiếm tới 70%, còn 30% còn lại là góp ý cho tác giả bài viết. Bởi để viết một bài đầy đủ với mình khi ấy khá là khó, do mình mới tập viết những đoạn ngắn mà không gì tốt bằng việc bình luận. Những đoạn bình luận của mình đủ dài để nói được hết một ý, một góc nhìn của mình về vấn đề đó. Mình tưởng tượng rằng bài viết gốc là của mình, bởi nếu mình viết, có lẽ cũng chỉ được như thế là cùng. Và mình thử đưa ra những góc nhìn khác để xem có gì khác lạ hay không, có đưa ra được ý kiến nào đó mới hơn hay không. Việc tìm ra được những điều mà tác giả chưa nói tới, nó giống như một trò chơi với mình vậy. Mình không coi đó là bới móc, là vạch lá tìm sâu, mà như trò chơi tìm kiếm kho báu. Bởi vì nếu tìm ra được những điều mới lạ, bổ sung để hoàn thiện bài viết, thì khi đọc bài viết xong, đọc thêm bình luận sẽ thấy bài viết đó hay hơn, rõ ràng hơn, hoàn thiện hơn. Từ đó mình có thể hình dung ra một bài viết hay đối với cảm nhận của mình là sẽ như thế nào. Nó không cần phải là bài viết top của tháng, cũng không cần phải là của một hot writer nào, mà chỉ cần đọc cả bài, đọc cả bình luận, thấy hài lòng là được. Khi có ý tưởng về một điều gì đó mình muốn viết thì mình không vội viết ngay, bởi những suy nghĩ lúc đó mới chớm hình thành sẽ chưa đủ chặt chẽ về câu từ, chưa đủ hấp dẫn về nội dung, chưa được tự phản biện bởi chính mình nên góc nhìn sẽ hạn hẹp và khó viết. Do đó mình tiếp tục giữ nó trong đầu, vừa đọc thêm, tìm thêm những bài viết khác để góp nhặt ý, giúp nuôi dưỡng ý tưởng đó. Lúc cảm thấy nó đủ lớn thì mình mới viết. Cảm giác viết khi ấy khá là trôi, bởi vì câu chữ cứ tuôn ra mà không cần phải suy nghĩ quá nhiều. Đơn giản là chỉ cần đưa những suy nghĩ trong đầu ra mà thôi, giống với việc đã học thuộc lòng bài rồi và lên bảng trả bài vậy. Khi đã viết xong thì mình hay đọc lại bài viết, thường là đọc ít nhất 3 lần, mục đích là để soát toàn bộ lỗi chính tả,
gạch dẫn ý, dùng dấu chấm, dấu phẩy. Và quan trọng hơn là xem có cần bổ sung ý nào hay không, có ý nào chưa rõ cần viết lại hay không. Mình viết nhiều hơn, bình luận nhiều hơn và chủ động hơn trong việc hòa nhập vào cộng đồng này. Buổi offline đầu năm 2019 là lần đầu tiên mình tham dự offline của Spyroom. Tính đến nay cũng là buổi duy nhất. Ở đó, mình thấy những con người bằng xương bằng thịt, được thấy đam mê, nhiệt huyết và sự trẻ trung, năng động. Họ đến từ nhiều nơi, nhiều lứa tuổi nhưng đều có chung một đam mê. Có người ở lứa tuổi của mình, 8X, có cả những người kém mình cả hàng chục tuổi, nhưng tất cả đều cùng ngồi nói chuyện, chia sẻ một cách tự nhiên và thẳng thắn. Buổi offline đó thực sự đã khiến mình yêu quý và tin tưởng hơn ở cộng đồng này. Mình muốn đóng góp vào đó để cổ vũ, ủng hộ và giúp nó đi lên. Nhưng thực sự khi ấy mình cũng chưa biết làm như thế nào, chỉ có trong suy nghĩ mà thôi. Về sau mình cũng cố gắng để thể hiện bằng hành động như là mua sách, mua áo, viết nhiều bài hơn, bình luận nhiều hơn, cổ vũ những cây viết mới. Bởi vì mình nghĩ chẳng có gì thiết thực được bằng hành động và vật chất. Phát triển. Ở Spyroom khá lâu, mình có thêm nhiều người bạn, cũng chứng kiến rất nhiều thăng trầm. Có người rời đi, có người không hài lòng, nhưng cũng có rất nhiều người đang cùng chung tay đóng góp. Quan trọng là bản thân mình vẫn luôn tin tưởng và cổ vũ nó phát triển. Có người bạn nói với mình, Spyroom dạo này ít bài viết chất lượng. Mình bảo, thế sao không viết ra những bài chất lượng cao cho người khác đọc? Sao lại chỉ nghĩ đến việc muốn đọc bài của người khác mà không tự viết ra? Mình có trả tiền cho các bài viết chất lượng đó không? Nếu đọc miễn phí thì nó đâu có sẵn nhiều để cho mình đọc phải không? Có người khác lại nói, Spyroom dạo này tranh luận tiêu cực quá. Mình bảo, thế sao bạn không đóng góp những tranh luận tích cực? Sao bạn lại mất công đọc những tranh luận mà bạn cho là tiêu cực? Nếu không thể làm gì đó tốt hơn, thì cũng không nên nhìn nó bằng con mắt xấu hơn. Có người nói, tôi nghĩ đến Spyroom cũng giống như các diễn đàn khác trước đây, sẽ tàn sớm thôi. Mình bảo, mình không tin như vậy. Nếu bạn không ủng hộ thì bạn cứ rời bỏ, đó là quyền của bạn. Mình chọn ở lại, khi ở lại thì mình sẽ đóng góp để nuôi dưỡng nó phát triển. Khi nào bạn thấy nó thú vị trở lại thì chúng ta hãy cùng tiếp tục trò chuyện trên này. Người ta thường bảo, một nửa của sự thật là dối trá. Mình lại nghĩ, nếu thấy nửa còn lại, liệu bạn có nghĩ đó là sự thật hay không, hay nó hoàn toàn chỉ là điều dối trá? Thật hay giả có lẽ do chính bản thân ta đánh giá mà thôi. Phát triển hay tàn lụi, có lẽ cũng do chính bản thân mỗi tế bào trong đó đang phát triển như thế nào mà thôi. Nếu ta coi mình là một tế bào, ta muốn nó phát triển, thì ta cần phải cố gắng để trở thành một tế bào tốt. Nếu nói dối đủ nhiều và đủ lâu, thì nó sẽ thành hiện thực. Con người ta sống bằng cảm xúc hay lý trí, không thể đánh giá thuần túy như vậy được. Có lúc họ sống bằng lý trí, có lúc họ lại ngập tràn trong cảm xúc. Nó thay đổi không ngừng, chứ không phải luôn luôn có một mặt. Chỉ có sự kiên trì, bền bỉ, nhẫn nại mới chứng minh được. Và khi nhìn lại chặng đường đã qua, mình đã nhận thấy 73 bài viết, 1310 bình luận quả thực là con số không nhỏ đối với một spider không chuyên về viết như mình. Mình cũng chẳng đặt ra nhiều chỉ tiêu đâu, mà đơn giản chỉ là khi muốn viết điều gì đó, mình sẽ viết trên Spyroom. Khi muốn đọc một điều gì đó, mình sẽ tìm trên Spyroom, bởi vì đây là ngôi nhà thứ ba của mình. Nếu các bạn thích bài viết này, hãy like và share để ủng hộ chúng mình. Đừng quên bấm nút subscribe và nút chuông bên cạnh để không bỏ lỡ video nào bọn mình ra trong tương lai. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Đây là Spyroom, còn mình là PinkDot. See ya!